Nghệ sĩ Văn Ngà. Nghệ sĩ Văn Ngà tên thật là Hoàng Đình Ngà. Ông sinh năm 1927 tại Bắc Ninh. Năm 10 tuổi, ông theo mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp, sống cạnh gặp hát Thuận Thành, khu Đa Cao. Được cha mẹ truyền cho cái niềm say mê cải lương, lại được sống cạnh gặp hát. Thế là cậu bé Ngà cũng mê cải lương và quyết tâm theo nghề. Từ năm 13 tuổi, nhờ chút võ nghệ cha dạy cho, ông đã lọt vào mắt xanh của ông Trần Quang Cầu, bầu gánh chuyên hát tuồng kiếm hiệp Tân Việt Bang. Sau đó thì ông trải qua nhiều sân khấu như là Tân Xuân, Tân Hí Bang, Mộng Vân, Nam Tinh, Khánh Hồng, Thanh Minh, Bạch Tuyết Hùng Cường, Minh Vương, Thanh Nga và đã được các soạn giả nghệ sĩ cải lương Sài Gòn nâng đỡ nhiệt tình. Nghệ sĩ Văn Ngà đóng đủ vai tuồng với nhiều tính cách. Ông oai phong trong những vai kép võ, với vóc dáng cao lớn, giọng ca khá hay, lại có sở trường là đu bay luyện võ, ông rất là được khán giả ái mộ. Khi gặp ông Trần Văn Tám của đoàn Mộng Vân, nghệ sĩ Văn Ngà rẽ sang con đường kép độc. Để rồi mấy mươi năm sau, ông có vai diễn để đời trong vở Tiếng Trống Mê Linh, Thái Thú Tô Lịnh, một nhân vật phản diện độc đáo đầy cá tính. Ông diễn chừng mực, hết sức là trân trọng kịch bản, nghiên cứu từng chi tiết trong diễn xuất và đã khắc họa rất là tinh tế, rất là thuyết phục về cái hiểm độc của Tô Định. Ông không để Tô Định nói hát nhiều mà gây chú ý bằng thủ thực như là lách mặt sang bên, hướng người xem hồi hộp nhìn theo. Ngay cả dáng đi như một con báo của ông trong vai Tô Định cũng rất là hồn, rất nhẹ nhưng ẩn giấu sức mạnh bên trong, khiến nghệ sĩ Thanh Nga thủ vai Trưng Trắc phải căng ga theo từng bước đi, từng cái liếc mắt của ông. Soạn giả Kiên Giang nhận xét, anh Văn Ngà diễn vai Tô Định như là bằng xương bằng thịt, chứ không là nhân vật trên sân khấu nữa. Nghệ sĩ Văn Ngà từng nói, tôi thích Tô Định ở điểm này, với cương vị chỉ huy, nhưng không ngồi trong văn phòng mà chịu khó đi trực tiếp thị sát, nắm rất là rõ tình hình, không có gì lọt mắt hắn. Quả vậy, khi lính của Trưng Trắc khiêng chiếc ngà voi ga để đổi lấy những mạng người vô tội, thì Tào Nguyên, Mã Tắc tham lam reo mừng. Còn Tô Định thì lộ vẻ lo lắng. Hắn chỉ quan tâm tới cái người đã bắn được con voi này, nói sẽ trọng thưởng. Nhưng thật ra, hắn muốn tìm nhân tài của đất Việt để triệt hạ. Bởi muốn giết voi là phải bắn vào tai nó. Mà vành tai to lớn, luôn khoe phẩy, che khuất lỗ tai. Ai bắn trúng vào điểm ấy phải là thiện xạ. Không ngờ Trưng Trắc khôn ngoan không kém. Bà trả lời rằng ở đất Việt này ai cũng bắn được voi, ngầm ý cảnh cáo Tô Định. Một cuộc đấu trí giữa hai người chỉ huy không ồn ào, chỉ có vài câu nói nhắn nhá trọng âm, nhưng lại căng thẳng như là sợi dây đàn. Cuối cùng, Tô Định thốt lên, người đàn bà đó đáng cho chúng ta khiếp sợ đó. Con mắt tinh đời của Tô Định quả sáng suốt, và hắn tỏ ra tôn trọng đối phương chứ không cao ngạo, chủ quan, khinh địch như là Mã Tắc và Tào Nguyên. Văn Ngà đã tập luyện công phu để Tô Định có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe rợn cả người. Hắn xuất hiện không ồn ào mà chung quanh chợt im phăng phắc. Không khí động lại như là báo hiệu sự chết chóc. Khi hắn cất tiếng, không ai lường trước được lành dữ. Ở Tô Định là sự bình tĩnh hiểm độc của kẻ coi đất nước giao chỉ trong lòng bàn tay, muốn giết lúc nào chẳng được. Văn Ngà không hát nhiều, ông chỉ để Tô Định nói, hoặc là lách mặt sang một bên khiến người xem phải hồi hộp theo dõi hướng nhìn ấy. Đó là thủ thuật
gây chú ý của băng ngà. Ngay cả dáng đi như một con báo rất là nhẹ nhàng nhưng giấu sự sức mạnh bên trong sẵn sàng vồ mồi bất cứ lúc nào. Với lối diễn này, nhận xét của nghệ sĩ Thanh Nga làm ông giật mình. Chú ơi, con diễn với chú mà con sợ quá. Vì con cứ thấy chú y như là kẻ thù thật của đất nước con. Con căng ga theo từng bước đi của chú. Chú liếc mắt là con phải liếc theo, xem Tô Định quan sát những gì, hồi hộp trong sự hiểm nguy tích tắc. Nhiều nghệ sĩ lão thành hồi ấy ngồi xem Văn Ngà diễn cũng cảm thấy như thế. Tô Định như bằng xương, bằng thịt, chứ không còn là nhân vật trên sân khấu. Mấy chục năm, Văn Ngà diễn trích đoạn này cho chương trình của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Những năm tháng cuối đời, nghệ sĩ Văn Ngà sống an nhàn tại khu dưỡng lão nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông sống giản dị, chân thành và không làm phiền mọi người. Với nguyên tắc sống nghiêm túc, ông luôn tưởng nhớ về người vợ quá cố và vẫn giữ nguyên vẹn những kỷ niệm của bà trong căn phòng nhà mà con gái ông đang sinh sống. Nghệ sĩ Văn Ngà qua đời vào ngày 22 tháng 1 năm 2010 tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi. Video tới đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.